Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thưởng 30 triệu đồng cho tập thể công an huyện Thạnh Hóa do có thành tích xuất sắc bắt giữ phương tiện vận chuyển 60.000 gói thuốc lá điếu không có hóa đơn chứng từ từ biên giới vào nội địa tiêu thụ và bắt giữ vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ trị giá hơn 1 tỷ 500 triệu đồng. Tại công an huyện Thạnh Hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu. Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Đức Chinh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì buổi lễ. Đến dự có đồng chí Phạm Tùng Chinh, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Hoàng Xuân Trang, Phó bí thư thường trực huyện ủy, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh. Thực hiện kế hoạch mở cao điểm phòng chống tội phạm, bảo vệ an toàn các ngày lễ 19 tháng 8, 2 tháng 9 năm 2024, lúc 10 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 2024, tại km số 34+500, đường tỉnh 817, thuộc ấp Vườn Xoài, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm Công an huyện Thạnh Hóa kiểm tra phương tiện xe ô tô tải do Nguyễn Công Xuân, hộ khẩu thường trú thị trấn Hương Chanh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc làm tài xế điều khiển, phát hiện trên xe chở 120 thùng thuốc lá điếu, tổng cộng 60.000 gói, không có hóa đơn chứng từ. Đối tượng Xuân thừa nhận được một người không rõ lai lịch thuê vận chuyển số thuốc lá trên đưa đi tiêu thụ, trên đường đi bị công an huyện Thạnh Hóa kiểm tra bắt giữ. Lúc 4 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7 năm 2024, tại đường Nguyễn Bình, thuộc khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, lực lượng tuần tra công an huyện Thạnh Hóa phát hiện một xe ô tô tải nghi vấn và ra tín hiệu dừng kiểm tra. Phát hiện trên xe vận chuyển 16.599 sản phẩm các loại và 573 kg vải quần áo, 90 kg thuốc bảo vệ thực vật, 698,48 lít thuốc bảo vệ thực vật dạng chất lỏng, 5,44 kg cần sa. Tất cả hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ. Tài xế điều khiển xe tên Nguyễn Quốc Tuấn, sinh năm 1979, đi cùng Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1974, cùng ngụ ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, thừa nhận được một người không rõ lai lịch thuê đến khu đất trống thuộc xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng để chở 128 kiện hàng về thành phố Hồ Chí Minh với tiền công 2 triệu 500 ngàn đồng. Trên đường đi bị kiểm tra, bắt giữ. Theo kết luận giám định của Hội đồng định giá tài sản, 1 tỷ 581 triệu 161 ngàn đồng.